Mọi người ơi, đang ngồi chơi nè mọi người ơi. Hẹn gì mà lớn như mày? Cái này khó nói, để em đi kêu thằng bò à. Rồi, đó mình đi coi. Nó nói phát hiện lớn gì mà hỏi, nó không nói kìa. Ơi, anh ơi, em ba em mới thấy con rắn hổ hành chui vô cái mới. Tao mày dẫn đường vô coi. Cái thằng quỷ này có bắt con chị ngoài. Rắn hổ hành bán có tiền không mày? Không biết. Bò. Tao không biết. Đó, chị mẹ tao rồi. Nói gì hả? Đúng cái chó ngỗ nạn hả? Đúng cái chó mà nói ngắn hả mày? Ơi, em cho thằng này có chút xíu mà nó gượt em quá trời rồi. Mày đứng lại cho tao. Mày lên đây, lại nhét cùng cái chó vào họng nó.